Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Kính thưa quý bà con, trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, thiết thực, hữu ích liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Và những vấn đề nông nghiệp đáng quan tâm hay những mô hình sản xuất hữu ích nào sẽ được giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời bà con cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình. Toàn tỉnh Lâm Đồng có 315 hợp tác xã, trong đó chiếm nhiều nhất là các hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Thành phố Đà Lạt đã cấp 235 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho các tổ chức và cá nhân. Mô hình trồng ổi lê và mô hình trồng bưởi da xanh theo chuẩn Việt Gáp mang lại hiệu quả cao cho nông dân. Chuyên mục con số hôm nay, xuất khẩu gạo gặp khó khăn, giảm mạnh cả về sản lượng lẫn giá trị xuất khẩu so với cùng kỳ. Chuyên mục chuyện nhà nông, những trăn trở để liên kết sản xuất nông nghiệp ngày càng bền chặt. Thưa bà con, sau 15 năm phát triển kinh tế tập thể, theo nghị quyết 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Lâm Đồng đã đạt được những thành tựu quan trọng tạo nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển hiệu quả cao hơn nữa cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đóng góp tích cực vào tỷ trọng tăng trưởng chung của nền kinh tế địa phương. Theo con số thống kê, đến nay toàn tỉnh Lâm Đồng có 315 hợp tác xã đang hoạt động. Trong số 315 hợp tác xã, chiếm nhiều nhất trên lĩnh vực nông nghiệp, 225 hợp tác xã, kế tiếp gồm hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực tín dụng nhân dân, công thương, còn lại là các hợp tác xã dịch vụ du lịch, giao thông vận tải, xây dựng, với tổng số thành viên hơn 63.600 người. So với 15 năm trước, toàn tỉnh Lâm Đồng tăng gần 215 hợp tác xã và gần 11.500 thành viên. Đặc biệt, trên lĩnh vực nông nghiệp tăng gần 200 hợp tác xã và hơn 2.000 thành viên. Hoạt động rõ nét của hợp tác xã nông nghiệp ở Lâm Đồng chủ yếu cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn gia súc, hướng dẫn kỹ thuật. Tính riêng 15 hợp tác xã nông nghiệp trong năm vừa qua đã bán trả chậm cho nông hộ thành viên khoảng 4.000 tấn phân bón các loại. Trong hoạt động đầu ra, toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 70 hợp tác xã tiêu thụ rau, củ, quả các loại với hơn 60.000 tấn mỗi năm. Các hợp tác xã tổ chức tốt việc bao tiêu sản phẩm rau, củ, quả cho thành viên. Bên cạnh đó, các hợp tác xã còn tổ chức dịch vụ tư vấn, tìm kiếm các doanh nghiệp, thương nhân để ký hợp đồng thỏa thuận bao tiêu nông sản trực tiếp với nông hộ thành viên. Thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, tính đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã cấp 235 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho các tổ chức và cá nhân. Các đơn vị này hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh rau, hoa, cà phê và du lịch canh nông. Theo thống kê, hầu hết các đơn vị được cấp giấy chứng nhận đều thuộc địa bàn Đà Lạt. Các đơn vị ở vùng phụ cận như Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng và một số xã của Lâm Hà được nhận chứng nhận còn rất ít. Hiện nay, thành phố Đà Lạt đang tích cực hướng dẫn các địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Từ việc canh tác nông nghiệp truyền thống, huyện Lạc Dương đã tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển đổi những loại cây trồng kém hiệu quả, năng suất thấp sang ứng dụng công nghệ cao và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất. Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lạc Dương, trong những năm qua, địa phương đã liên kết với các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, hình thành các mô hình chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Có thể kể đến một số mô hình liên kết hiệu quả như mô hình chuỗi liên kết sản xuất Artiso tại xã Đạ Sa, với 27 hộ liên kết sản xuất Artiso, như mô hình chuỗi liên kết sản xuất nấm hương với công ty cổ phần Nguyên Long, hiện có 21 hộ tham gia với 30 nhà nấm được triển khai trên địa bàn huyện, trong đó có 16 hộ trên 22 nhà là người đồng bào dân tộc thiểu số. Từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng khoa học kỹ thuật, giá trị sản phẩm nông nghiệp ngày càng được nâng cao. Các hình thức hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi từng bước được hình thành và phát triển phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương. Qua đó, nâng cao thu nhập và đời sống cho nông dân, góp phần tích cực thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Liên tục chương trình, mô hình trồng ổi lê và mô hình trồng bưởi da xanh theo chuẩn Việt Gáp mang lại hiệu quả cao cho nông dân. Chuyên mục con số hôm nay, xuất khẩu gạo gặp khó khăn, giảm mạnh cả về sản lượng lẫn giá trị xuất khẩu so với cùng kỳ. Chuyện nhà nông, những trăn trở để liên kết sản xuất nông nghiệp ngày càng bền chặt. Xin được tiếp tục đề cập đến những vấn đề đáng chú ý trong sản xuất hiện nay được ghi nhận ở một số địa phương. Thưa bà con, tại đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa IR50404 đang dưới mức 4.000 đồng mỗi ký, mức thấp kỷ lục nhiều năm qua. Với giá này, bình quân nông dân lỗ lên đến 200.000 đồng một công.
Trong khi đó, nhu cầu gạo xuất khẩu đang trầm lắng với giá gạo 5% tấm giảm từ mức 350 đô la Mỹ một tấn hồi tuần trước xuống còn 345 đô la Mỹ mỗi tấn. Hoạt động giao dịch hạn chế do nhu cầu thấp, trong khi nguồn cung từ vụ hè thu vẫn dồi dào. Theo các thương gia, hoạt động thu hoạch lúa vụ hè thu sẽ kết thúc trong 2 đến 3 tuần tới. Lượng thịt heo nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng đột biến, giá các sản phẩm này tăng mạnh trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi lan rộng. Thịt heo đã qua giết mổ đông lạnh, trước đây chỉ ở mức 40.000 đến 60.000 đồng một ký, thì nay lên 60.000 đến 80.000 đồng một ký tùy loại. Nguyên nhân là do các trang trại chăn nuôi bị tàn phá bởi dịch tả heo châu Phi, khiến thịt heo sản xuất ra đã giảm xuống mức thấp. Hiện dịch tả heo châu Phi đã lan ra 58 tỉnh thành trên cả nước và phải tiêu hủy hơn 2,5 triệu con. Giá heo tại các tỉnh phía Bắc cũng đi lên nhanh, còn các tỉnh phía Nam và miền Trung diễn biến bất thường. Xin được chuyển đến thông tin về một số mô hình sản xuất đáng chú ý của nhà nông các địa phương. Thưa quý bà con, thời gian qua nhiều nông dân ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào trồng trọt và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong số những điển hình thành công tiêu biểu có mô hình trồng ổi lê của anh Nguyễn Văn Chính ở xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Anh Nguyễn Văn Chính ở ấp 19, xã Long Phú, huyện Long Phú, trước đây cùng vợ làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Sau khi được người thân động viên về quê sinh sống để thuận tiện chăm sóc cha mẹ và các con, anh đã về cải tạo 2 công đất ruộng. Đến tháng 6 âm lịch năm ngoái, anh trồng 1.000 cây ổi lê do người quen giới thiệu và thấy ổi dễ trồng, vừa cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Qua gần 6 tháng chăm sóc, ổi phát triển tốt cho thu hoạch đến nay. Một con ổi đó, nếu mà so với năng suất, nếu mà mình thu lại cái lợi nhuận đó, khoảng là bằng 10 công lúa. Hiện mỗi ngày anh Chính thu hoạch khoảng 50 đến 60 ký ổi, chủ yếu bán cho thương lái ở các chợ Long Phú, Ngang Rô, Kình Ba vân vân với giá 5.000 đồng mỗi ký. Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, anh Chính không sử dụng thuốc hóa học và chỉ bón phân bò và kali hòa tan nên rất được mọi người ưa chuộng. Ngoài ra anh Chính còn kết hợp với chăn nuôi gà thả vườn, đến nay đã thu lãi trên 10 triệu đồng. Hiện tại cuộc sống gia đình đã khấm khá hơn trước, cách làm này đang được mọi người trong xóm học tập và làm theo. Ở đây là hạn hán với lại nước mặn. Còn cây ổi này thì nó chịu rất là tốt những vấn đề đó. Để quả ổi cho chất lượng tốt, anh Chính thăm vườn thường xuyên, bón phân đều đặn và cắt tỉa cành, hạn chế sâu bệnh. Lúc quả non bằng khoảng một ngón tay cái người lớn, bắt đầu dùng bao ni lông và bao xốp để bọc ổi, giúp cho quả đẹp, tránh bị ruồi vàng tấn công. Bình quân một cây ổi lê có gần 30 trái, to đều, đạt khoảng 3-4 trái một ký và ra trái quanh năm, ăn rất ngon và đầu ra ổn định. Xin được chuyển sang một câu chuyện khác. Thưa quý bà con, hiện nay tình trạng phân thuốc giả vẫn còn xuất hiện nhiều trên thị trường và canh tác hữu cơ không chỉ giảm được rủi ro trong sản xuất nông nghiệp mà còn mang lại hiệu quả kinh tế bền vững cho nhà nông. Đơn cử là mô hình trồng bưởi da xanh theo chuẩn Việt Gáp cho hiệu quả rất cao cho người dân. Sau 8 năm gắn bó, những cây bưởi da xanh đã mang về cho lão nông Hà Văn Dữ một khu vườn trái cây thành công hơn cả sự mong đợi. Công sức lao động của tuổi trẻ được ông đúc kết lại trong khối tài sản quý giá này. Bình quân trong mùa ra trái, mỗi cây bưởi da xanh sung sức cho về hơn 20 trái. Đây đều là những trái tốt được ông chọn lọc kỹ lưỡng. Bưởi đèo, bưởi xấu, ông xem như gai nhọn trong mắt, cần phải loại bỏ ngay. Nhờ vậy nên bưởi bán ra khá chạy và giá cả luôn cao hơn thị trường. Hồi lúc đầu thì tôi chỉ thử 5-10 nhánh gì thôi ở trong cái vườn xài thôi. Rồi mấy cái cây đó, chừng 5-10 cây đó tôi thấy nó đạt, tôi mới phá xài hết. Tôi bỏ xài, tôi mới qua tôi trồng bưởi, tôi điều trong vườn lại. Nó thành cái năm đầu là mình trước khi mình đi mua trồng bưởi là mình cũng phải lựa cái giống nha, cho nó sạch bệnh á. Cây xanh tốt tới vườn mua mới được, chứ đừng có để bán trôi nổi là mình mua, không có dám mua cái bưởi đó đâu. Rồi sau mình lên được cái bưởi nó tốt rồi đó, mình lựa cái bưởi tốt mình bầu ra, mình nhân ra, mình trồng hoài lên. Mỗi một năm như vậy thì tôi thu hoạch chắc cũng 2 tấn 2,4 tấn, 2.500 vuông. Thì mỗi năm thì tôi trừ chi phí ra, tôi thu nhập cũng còn được từ ít thì 90, nhiều thì từ 100, có khi lên trên nữa. Để cây sử dụng được lâu, phát triển tốt và cho năng suất cao, bên cạnh yếu tố kỹ thuật thì ông luôn chú trọng đến việc sử dụng phân thuốc hữu cơ. Lượng phân chuồng phải do chính tay ông oai ủ, sau đó mới được sử dụng. Và đây cũng chính là bí quyết thành công của lão nông Hà Văn Dữ.
Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 1,18 tỷ đô la Mỹ, đây là tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu gạo nước ta trong 5 tháng đầu năm 2019. Thống kê của Bộ Công Thương trong 5 tháng đầu năm 2019, cả nước xuất khẩu được 2,76 triệu tấn gạo, đạt 1,18 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,3% về lượng và 20,4% về giá trị so với cùng kỳ. Philippines là thị trường nhập khẩu chính của gạo Việt Nam với trên 1 triệu tấn, tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, trong khi một số thị trường khác như Trung Quốc, Indonesia và Bangladesh giảm. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cho xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm mạnh. Năm nay, xuất khẩu gạo dự kiến đạt 6,5 triệu tấn. Trở ngại lớn nhất là các địa phương và doanh nghiệp chưa đa dạng hóa được thị trường, chưa có hợp đồng tập trung với khối lượng lớn để dẫn dắt thị trường. Áp lực này sẽ tiếp tục gây khó khăn và ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo trong thời gian tới. Do đó, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp cần tích cực chủ động mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phù hợp với nhu cầu thị trường để tăng hiệu quả xuất khẩu. Các bộ ngành tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, tháo gỡ khó khăn về mặt tài chính để doanh nghiệp thu mua lúa gạo kịp thời cho người dân. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chính là hướng đi tất yếu của nông nghiệp Lâm Đồng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay. Tuy nhiên, để liên kết thực sự bền chặt, mang lại hiệu quả thiết thực cho các bên liên quan, nhiều vấn đề cần được tính đến. Bởi vậy mà bằng nhiều giải pháp, tỉnh Lâm Đồng đã phát triển khoảng 500 hợp tác xã, tổ hợp tác và trên 120 chuỗi liên kết sản xuất với sự tham gia của hàng chục ngàn nông hộ doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành chức năng, nếu so với thực tế thì những con số nói trên vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ nông sản tiêu thụ thông qua hợp đồng còn thấp, khoảng 17% đối với chè, 10% đối với cà phê, rau củ quả 8,2%, gần 1,8% đối với cây hoa. Công ty chè Cầu Đất hiện đang liên kết với khoảng 200 nông hộ trồng chè, cà phê ở địa phương. Tuy đã có nhiều đổi mới, nhưng việc liên kết sản xuất thời gian qua ở doanh nghiệp này gặp không ít khó khăn. Có nhiều cái bất cập trong cái mô hình liên kết bà con nông dân, đó chính là cái độ trễ khi mà chúng ta kết hợp với các bà con nông dân, độ trễ về vốn, độ trễ về công nghệ cũng như là độ trễ về cách làm, trong đó khó nhất là độ trễ về tài chính và đầu ra cho sản phẩm. Sẽ rất là dễ dàng khi mà chia sẻ những cái kiến thức mới cho bà con nông dân, nhưng để áp dụng được các kiến thức đó vào sản xuất cũng như là tìm kiếm được đầu ra ổn định cho sản phẩm thì đó là những cái bài toán mà chúng tôi đang gặp phải. Theo nhận định của các bên liên quan, để liên kết sản xuất ngày càng bền chặt và hiệu quả dài lâu, các mắt xích trong chuỗi liên kết bao gồm doanh nghiệp, nông hộ, cơ quan quản lý v.v. phải thực sự năng động và làm tốt vai trò trách nhiệm của mình. Vai trò đầu tàu của các tổ hợp tác xã cần phải được thể hiện rõ nét. Các doanh nghiệp phải là nhân tố quan trọng trong định hướng thị trường và lựa chọn công nghệ. Bài toán về nâng cao giá trị nông sản phải được các bên đặt lên hàng đầu và cần phải có giải pháp thực hiện hiệu quả. Vai trò chủ đạo của nhà nước rất là quan trọng. Để cho doanh nghiệp thứ nhất là có một cái môi trường thuận lợi trong cái việc hợp tác với người dân. Và bà con nông dân cũng tin tưởng doanh nghiệp dồn lực cho cái việc đổi mới sáng tạo, nghiên cứu sản phẩm cũng như tiếp cận thị trường cũng rất là cần cái sự hỗ trợ của nhà nước. Tạo một cái môi trường kinh doanh lành mạnh để cho những cái sản phẩm chất lượng được người dân biết đến và tiêu dùng, không bị nhầm lẫn, gây tổn hại đến uy tín của doanh nghiệp, hạn chế được những cái rủi ro, tận dụng được những cơ hội này, tiếp cận được những đối tác, những khách hàng, những thị trường. Rà soát lại cái quy hoạch của các loại sản phẩm chính, chủ lực của địa phương, tổ chức tốt cái sản xuất theo cái hướng hiện đại hóa, từ cái khâu sản xuất đến khâu chế biến, đặc biệt chú ý đến cái khâu chế biến tạo ra cái sản phẩm có chất lượng cao để mà đẩy mạnh liên kết, cũng cần phải là thực hiện tốt là tổ chức các cái tổ chức đại diện cho nông dân, tức là kinh tế tập thể, tạo ra một cái đội ngũ doanh nghiệp đủ mạnh, có trình độ, có thị trường, tổ chức sản xuất tốt để mà liên kết với nông dân. Với những giải pháp đó, Lâm Đồng phấn đấu đến hết năm 2020, toàn tỉnh sẽ có khoảng 200 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, trong đó có ít nhất 70% chuỗi được chứng nhận các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, đảm bảo 50% diện tích sản xuất nông nghiệp được quản lý sản xuất an toàn, bền vững, 50% sản lượng nông sản được tiêu thụ qua các hợp đồng liên kết. Thưa bà con, câu chuyện đáng chú ý vừa rồi của chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633829930. Kim Quý và anh Thiên Phước xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con trong chương trình ngày mai.